Các bé ơi, hôm nay chúng mình cùng học về các loài vật qua các câu đố nhé. Con gì màu đỏ, gáy o o o, từ sáng tinh mơ, gọi người thức giấc. Các bé đã đoán ra chưa? Đó là con gà trống đấy các bé ạ. Con gì quang quác, cục tác cục tê, để trứng tròn xê, gọi người đến lấy. Các bé ơi, đó là con gà mái đấy. Cái mỏ xinh xinh, hai chân tí xíu, lông vàng mát rụi, chiếp chiếp suốt ngày. Các bé đã đoán ra chưa? Đáp án là con gà con đấy. Con gì ăn no, bụng to mắt híp, mồm kêu ụt ịt, nằm thở phì phò. Câu trả lời là con heo đấy các bé ạ. Con gì ăn cỏ, đầu có hai sừng, lỗ mũi buộc thừng, kéo cày rất giỏi. Các bé đã đoán ra chưa? Đó là con trâu đấy. Con gì kêu be be, đầu có đôi sừng nhỏ, thích ăn nhiều lá cỏ, mang sữa ngọt cho người. Các bé đã đoán ra đó là con gì chưa? Đó là con dê đấy các bé ạ. Con gì hai mắt trong veo, thích nằm sưởi nắng, thích trèo cây cao. Câu trả lời là con mèo đấy các bé ạ. Con gì bốn vó, ngực nở bụng thon, rung rinh chiếc bờm, phi nhanh như gió. Đó là con ngựa đấy các bé ạ. Thường nằm đầu hè, giữ nhà cho chủ, người lạ nó sủa, người quen nó mừng. Các bé có biết không? Đó là con chó đấy. Chỉ ăn cỏ non, uống nguồn nước sạch, mà tôi tặng bạn rất nhiều sữa tươi. Các bé đã đoán ra chưa? Đó là con bò đấy các bé ạ. Con gì cổ dài,
ăn lá trên cao, ra luống đốm sao, sống trên đồng cỏ. Bé đã đoán ra chưa? Đó là con hươu cao cổ đấy. Truyền cành mau lẹ, có cái đuôi bông, hạt rẻ thích ăn, con gì thế nhỉ? Đó là con sóc đây các bé ạ. Đầu nhỏ mà có bốn chân, lưng đầy tên nhọn khi cần bắn ngay, là con gì? Đó là con nhím đấy các bé ạ. Con gì nho nhỏ, cái mỏ xinh xinh, chăm nhặt chăm tìm, bắt sâu cho lá. Đáp án là con chim sâu đây các bé ạ. Con gì đôi cánh mỏng tang, bay cao bay thấp báo rằng nắng mưa. Các bé đoán ra chưa? Đó là con chuồn chuồn đấy. Con gì đuôi ngắn tai dài, mắt hồng lông mượt có tài chạy nhanh. Các bé có biết không? Đó là con thỏ đấy. Con gì tám cẳng hai càng, chẳng đi mà lại bò ngang suốt đời. Đáp án là con cua đấy. Lúc vươn cổ, lúc rụt đầu, hễ đi đâu, cõng nhà đi đó, là con gì? Các bé có biết không? Đó là con rùa đấy các bé ạ. Con gì đẹp nhất loài chim, đuôi xòe rực rỡ như ngàn cánh hoa. Các bé có biết là con gì không? Đấy là con công đấy các bé ạ. Con gì bé tí, đi lại từng đàn, kiếm được mồi ngon cùng tha về tổ. Đó là con kiến đấy các bé ạ. Ngủ phải tránh nó kẻo bị đốt đau, người người bảo nhau mắc màn để tránh, là con gì? Các bé đoán ra chưa nào? Đó là con muỗi đấy.